Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, khởi tố bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tức Chung Con. Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung, sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại Điều 337 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong thời gian bị đình chỉ công tác 90 ngày vừa qua, thì ông này đã bị điều tra liên quan đến sự việc hối lộ cho ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Trương Hòa Bình 3 triệu đô la Mỹ. Và số tiền này hiện nay thì Cơ quan An ninh Điều tra hiện đang nắm giữ, đó là theo thông tin mật mà chúng tôi nhận được. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bị khởi tố bắt giam do liên quan đến vụ án Nhật Cương. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo điều tra ban đầu thì ông Chung có liên quan đến 3 vụ án. Vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án. Vụ án buôn lậu vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cương, Công ty Nhật Cương, Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị có liên quan. Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Bộ Chính trị và đứng đầu là Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định đình chỉ sinh hoạt chấp Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung. Quyết định nêu rõ tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, trước khi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Chung làm Giám đốc Công an thành phố, hàm Thiếu tướng. Trước đó, ông là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông. Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại phòng thư ký biên tập tổ giúp việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nguyễn Hoàng Trung, 37 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, là lái xe riêng của Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời là chuyên viên phòng thư ký biên tập Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, trú tại Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, là cán bộ công an của phòng C03, Bộ Công an. Các bị can này bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Hành vi của các bị can có liên quan đến vụ án Nhật Cương. Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của 3 người này vì có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Liên quan đến vụ án Nhật Cường, đến nay thì cơ quan điều tra cũng đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội danh khác nhau gồm buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong đó, các bị can Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đồng Kinh.
Tổng Giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ Việt Nam đồng. Ông Huy bị khởi tố 3 tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội rửa tiền, đã trốn khỏi Việt Nam và đang bị cảnh sát Việt Nam và cảnh sát quốc tế truy nã đỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm rửa tiền theo quy định tại Điều 324 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Tại thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 5 năm 2019, bị can Bùi Quang Huy đã bỏ trốn và hiện công an đang truy nã bị can này ở mức đỏ, cấp độ cao nhất trên toàn thế giới. Quá trình công tác của ông Nguyễn Đức Trung. Từ tháng 10 năm 1985 đến tháng 5 năm 1990, học viên trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Từ tháng 6 năm 1990 đến tháng 10 năm 1997, cán bộ đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 11 năm 1997 đến tháng 3 năm 1999, đội phó đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 11 năm 1997 đến tháng 3 năm 1999, đội phó đội trọng án Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 4 năm 1999 đến tháng 10 năm 2001, đội trưởng đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 11 năm 2001 đến tháng 10 năm 2004, phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng Giêng năm 2002 đến tháng 11 năm 2010, điều tra viên cao cấp, phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 11 năm 2007, phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 9 năm 2010, trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011, phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiêm trưởng phòng Cảnh sát hình sự. Từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 9 năm 2012, phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012, thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ tháng 5 năm 2011, đại biểu Quốc hội khóa 13, ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Từ tháng 6 năm 2012, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 09 của Thành ủy và ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội. Từ tháng 9 năm 2012, bí thư Đảng ủy giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đến tháng 12 năm 2012. Từ tháng 10 năm 2012, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo 197 thành phố, ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố Hà Nội. Từ tháng 11 năm 2012, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2010-2015, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống khủng bố thành phố, ban chỉ huy khẩn nguy hàng không thành phố và phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích thành phố. Từ tháng 12 năm 2012, ủy viên ban thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015. Từ tháng Giêng năm 2013, ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Từ tháng 7 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ thăng cấp hàm thiếu tướng. Từ tháng Giêng năm 2014, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội. Từ tháng 11 năm 2015, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Từ ngày 14 tháng 6 năm 2016, tái đắc cử chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, chuyện anh Nguyễn Đức Trung bị đình chỉ công tác và đến nay thì đã bị bắt điều tra trước kỳ đại hội bổ sung thêm danh sách kéo dài các cán bộ chủ chốt của ba thành phố lớn trong cả nước gồm có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng bị rớt đài khi cuộc đấu vào các ghế đang hồi gay cấn. Hơn thế, các anh rời chính trường khi tuổi đời, tuổi cống hiến còn dài và tương lai còn nhiều hứa hẹn. Điều này làm minh chứng sinh động cho quy trình công tác dàn xếp cán bộ trở nên quá cũ kỹ, lỗi thời và tụt hậu quá xa so với thế giới.
Khi người dân đủ khôn ngoan, cách bầu cử trực tiếp không chỉ thu hút họ tham gia vào việc chính trường mà hơn thế. Đây cũng là cách để có thể chọn được cán bộ do dân, vì dân, gắn bó với dân, đối tượng mà họ phải kiếm phiếu. Hiện tượng anh Trung, anh Hải, anh Xuân Anh hay anh Thăng chỉ là phần nổi của bộc lộ sự yếu kém của tổng công ty nhà nước có tên ban tổ chức, nơi dàn xếp các kế danh giá mà ở đó quyền gắn liền với lợi, có quyền ắt có lợi, quyền đi liền với lợi, quyền đi liền với lộc. Trong các kỳ họp Quốc hội, tôi thường theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên chính phủ. Mỗi phiên điều trần liên quan đến việc hỏi và trả lời trong hoạt động của Quốc hội. Tại đây, năng lực nhận thức, năng lực xử lý công việc và năng lực thu hút dân chúng bộc lộ sinh động nhất. Với các nước dân chủ, những ai yêu thích chính trị đều có cơ hội trải nghiệm và rèn luyện thông qua các cuộc vận động tranh cử, các hội đoàn độc lập. Tại đó, những nhà lãnh đạo tiềm năng được trau dồi những kỹ năng như căn bản như quản lý khủng hoảng, truyền cảm hứng và trao quyền, ứng xử và giao tiếp, truyền thông xử lý thông tin, năng lực tư duy. Điều này giải thích vì sao ở những nước đó hầu như chính khách nào cũng biết cách diễn thuyết trước công chúng, có ngữ điệu, diễn giải một cách logic, nói đúng rõ ràng bản chất của sự việc, nguyên nhân các vấn đề và các giải pháp khắc phục khiến cho người dân tâm phục khẩu phục. Điều này với Việt Nam rất hiếm. Nhiều chính khách trả lời lòng vòng, rối rắm, phi luật, tiền hậu bất nhất mà tôi không tiện nêu ra ở đây. Với các chính khách muốn làm tốt công tác quản lý, muốn động viên được công tác, chúng phải hội tụ được 3 khả năng: làm tốt, viết tốt và nói tốt, truyền cảm hứng tốt. Là người của công chúng, muốn giao tiếp tốt, động viên được quần chúng, khả năng nói đúng, đủ thông tin, chính xác và sinh động là quan trọng. Đương nhiên, muốn nói tốt và viết tốt thì trước hết phải làm tốt cái đã. Có cảm giác ở ta kỹ năng nói ở nhiều người, kể cả lãnh đạo và chính khách chưa tốt. Nhiều vị nói năng thì lủng củng, rối rắm, sai cả ý lẫn ngữ pháp. Không ít lần xuất hiện trước công chúng, nhiều chính khách cầm tờ giấy do người khác chuẩn bị sẵn và đọc như cái máy. Rất hiếm khi thấy họ trả lời trực tiếp. Người dân rất cần nghe lời nói mà mình đã bỏ phiếu cho họ, đó là lời mà họ suy nghĩ, xuất phát từ trái tim. Điều này khác hẳn với những lời mà họ đọc từ các trang giấy văn bản được ai đó chuẩn bị sẵn cho họ. Suy nghĩ, suy ngẫm nhiều về chuyện làm tốt, nói tốt, viết tốt, hẳn họ sẽ cẩn trọng hơn trong cách ứng xử, không làm bừa, làm ẩu, vướng vào vòng lao lý. Quan chức cao cấp xa dân, xem thường dân, đứng trên pháp luật. Chuyện họ phạm chỉ là vấn đề của thời gian. Có lẽ không nước nào mà tỷ lệ quan chức nhận quà cáp hối lộ nhiều như nước ta. Thậm chí không ít người hồn nhiên coi đó là chuyện thường ngày. Mấy chục năm về trước, chúng ta đã có một số chính khách làm tốt việc này theo đúng nghĩa, vừa hồng vừa chuyên. Ngoài lãnh tụ ông Hồ Chí Minh, thì các ông như Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Văn Kiệt đều là những người hội tụ những kỹ năng của chính khách. Gần đây thôi, một số người cấp thành viên chính phủ cũng có khả năng như thế, nhưng rất tiếc là họ không thể đi xa hơn. Không hiểu nguyên nhân vì sao. Có người bảo, trong thế giới của những người gù, thì kẻ thẳng lưng bị coi là khuyết tật nên bị loại. Theo dõi diễn biến nhân sự trên chính trường, các vị đứng đầu nhà nước theo xu thế đi xuống, không chỉ năng lực mà còn cả về phẩm chất đạo đức. Điều này cũng minh chứng cho quy trình tuyển dụng và đào tạo cán bộ theo kiểu dàn xếp, hầu hết là trong bóng tối, trở nên bất cập và lạc hậu. Hơn nữa, hơn một nửa thế kỷ, cùng với sự thay đổi của khoa học công nghệ của thế giới, trình độ dân của người Việt đã được nâng lên một tầng cao mới. Nhưng điều kỳ lạ là quy trình tổ chức cán bộ vẫn theo cách làm cũ kỹ như thời rừng rú. Đâu là nguyên nhân? Thật khó lấy lòng tin của người dân khi những người đứng đầu vẫn khư khư giữ lấy quy trình ấy vì lợi ích của một nhóm cầm quyền. Hàng trăm quan chức cao cấp vướng vào vòng lao lý mà ban tổ chức vẫn vô can. Chuyện này chỉ có ở Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video.
để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.